Xin chào cả nhà. Hôm nay Thái đi tham quan cái thành phố Lierre của nước Bỉ. Cho nên mình sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ với các bạn ha. Ở đây mình vừa tham quan cái nhà thờ Saint Paul, bên trong rất là đẹp. Đó, mình sẽ cho các bạn xem ảnh sau. Còn đây là ở phía gọi là cái quảng trường ở tại nhà thờ. Có rất là nhiều, có một cái khu vườn nhỏ rất là dễ. Sáng nay là mình lái xe từ Pháp sang Bỉ là khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đó là buổi sáng thì trời mưa, nhưng mà khi mà mình đến nơi, đến Les thì trời nắng rất là đẹp. Và ở xung quanh đây thì mình thấy nhà hàng hoặc là cà phê rất là đông khách. Tức là khi mà trời đẹp ở châu Âu như vậy, đúng là mùa hè là phải nói là rất là tuyệt vời. Mọi người có thể là thưởng thức, có thể là đi ra ngoài, đi dạo, ăn uống cà phê vân vân. Và cái khu vườn này thật là dễ thương, mình thích ghê, cho nên là mình phải quay nó lại. Đây là họ làm cái bánh để bán, mà cái này mình nhớ giống như hồi xưa ở Việt Nam mà mẹ mình làm cái bánh gọi là bánh tần ong đó, bánh tần ong đó cả nhà. Đây, trời ơi, nhìn thấy ngon hay chưa, đó hấp dẫn. Vòi phun nước. Đây kia, cái quảng trường này nhìn cũng dễ thương nè. Đấy, có những cái chỗ mà người ta thiết kế để cho từng người ngồi đẹp. Đó, trời nắng đẹp và mùa hè cho nên là rất là nhiều người đi dạo ở bên ngoài phố. Les là cái thành phố của Bỉ thuộc cái cộng đồng nói tiếng Pháp. Bởi vì ở Bỉ thì có những cái nơi, ví dụ như ở Anvers thì là cộng đồng nói tiếng tiếng Flamand. Les là cái vùng nói tiếng Pháp của Bỉ. Nãy giờ thì mình đi thăm Quỳnh, mình rất là thích là cái phần thành phố cổ. Tức là mình đi tham quan nhà thờ thánh đường theo cái lối kiến trúc của Gothic, sau đó thì cái nhà thờ theo cái lối kiến trúc của La Mã Romans. Đó, bây giờ tiếp tục mình sẽ đi bộ đi ra một cái khu là nó gần cái con sông. Còn đây là cái quảng trường Saint Lambert. Đấy, cái đường bằng đá lát đá và có cái mô típ hoa văn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vô tham quan cái tòa nhà này, nhìn rất là cổ kính, rất là đẹp. Sẽ vô khám phá xem coi nó là cái gì. Đây là hồi xưa nó thuộc là cung điện của giám mục. Còn bây giờ đây cho nên rất là đẹp. Còn bây giờ thì nó là thuộc về giống như cái nơi mà về tòa án của của thành phố. Ôi, bên trong kiến trúc rất là đẹp, kiến trúc cổ rất là đẹp cả nhà. Đấy. Đây là cái khu này là họ bán cà phê terrace, và rất là thích những cái lá cây đây ha. Những lá cây là mùa hè mà nó cũng hơi chuyển ra màu vàng rồi đấy. Đây là mà nếu mà vào mùa thu thì khi mà lá nó chuyển sang màu vàng đỏ thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ là buổi chiều, trời thật là mát luôn vậy đó. Đây là cái tháp nước hả? Và ở đây nè, đấy cũng là nơi cà phê. Và mình đang đi đây, người ta đang xây dựng cái hệ thống xe điện đó các bạn, là Palmway. Cho nên thấy là ở khắp nơi họ đang là công trình xây dựng xe điện.
Đây là cái khu này á, toàn là nhà hàng, bar và cái quảng trường này, cây cối rất là đẹp, rất là mát mẻ và xen lẫn những cái tháp nước như thế này. Ôi, mình rất là thích. Mình phát hiện là cái thành phố Liège là cái nơi đặc sản bánh tần ong đó các bạn. Thấy chưa, người ta đang xếp hàng để, chắc chủ tiệm này bán ngon, người ta đang xếp hàng để mà mua bánh đây. Còn đây là cái cửa hàng bán đồ cổ đây. Trời ơi, những chiếc bình cổ thật là đẹp tuyệt cả nhà ơi, thích quá. Đẹp quá đi thôi. Oh my god, đây là đèn dầu đây, đèn dầu của người ta, đèn dầu cổ của người ta nè, đẹp ghê chưa. Đây là cái khu shopping nên rất là nhiều người đi qua lại. Cửa hàng bán đồng hồ. Đến đây là mình đang đứng trên cái cầu của Somers chạy qua thành phố Liège của Vương quốc Mỹ, và cũng là sắp kết thúc cái hành trình tham quan thành phố Mỹ của Thái. Và đến đây thì điện thoại của mình cũng sắp hết pin rồi, cho nên là hy vọng là các bạn cũng sẽ thích cái video này, khám phá cái thành phố, một trong những thành phố châu Âu với lại Thái. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.